Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh VXD Channel. Ngày hôm nay mình quay cho các bạn xem một số các cái nhánh lan mà gia đình mình trồng để chơi. Như lần trước mình đã hẹn là sẽ quay cho các bạn xem một số loài hoa mà mình trồng. Hiện giờ thì các bạn thấy đây là có một em phi điệp tím đã nở được mấy ngày rồi. Hiện giờ cánh hoa cũng hơi héo một chút nhưng tuy nhiên là vẫn còn rất đẹp. Đây là phi điệp 5 cánh trắng các bạn ạ. Các bạn nhìn rõ rất đẹp. Mặt hoa rất là đẹp. Tuyệt vời. Thân rất còi nhưng mà tuy nhiên là hoa cũng không đến nỗi. Và bên phía trong như các bạn thấy có một nhánh non đang mọc. Bên này là một loại lan nữa. Tuy nhiên là cũng chưa ra hoa, mình thì cũng không rõ lắm. Bởi vì mình không chơi nhiều, chủ yếu là vợ mình chơi. Các bạn thấy đây là phi điệp 5 cánh trắng, lõi rất đẹp. Đây cho chúng ta cùng xem kỹ mặt hoa. Và các bạn có thể thấy trên đây là một loại nữa cũng chưa ra hoa, tới này ra hoa mình sẽ quay. Và bên này các bạn thấy là rất là đẹp, đây là cành phi điệp tím vừa mới nở trong mấy ngày vừa qua, rất là đẹp. Lõi của nó khác với phi điệp 5 cánh trắng một chút, các bạn nhìn sâu vào trong thì thấy độ tím của nó cao hơn. Và dưới này còn một số bông nữa, rất đẹp. Quá tuyệt vời. Màu tím. Vườn cành này thì có khá nhiều hoa, 2, 4, 6, 8 và 10 bông hoa. Cả cành 2 bông hoa phía trên, 10 bông hoa tất cả. Quá đẹp luôn ạ. Bên này chúng ta thấy là cũng có mầm đang lên. Trong giỏ này thì có gỗ mục, phân dê, một ít rêu xanh để cho cây bám và sống tốt. Giờ phân dê được cài vào để cung cấp cho cây thêm chất dinh dưỡng. Các bạn nhìn phía bên này có một loại nữa, lá rất bé nhưng mà cây phát triển rất đẹp. Hiện giờ đã bám vào thân gỗ rất là mạnh mẽ. Phía trên là có phân dê cuốn để ngấm dần theo thân gỗ để cây ăn. Và hiện giờ chùm như bên này là đã bắt động ra hoa rồi. Các bạn nhìn thấy đây. Phía dưới này nhé. Đây đây. Lan này lan gì mình cũng chưa biết tên. Và xã chưa giới thiệu. Lõi màu vàng. Bên trong màu vàng. Có một cành su nó lên đây. Các bạn chú ý là khi gieo lan chúng ta đừng để cây gì nó bám vào, đến lúc ốc sên nó lên theo. Bám vào rất là, nó ăn cái mầm lan non ấy. Buổi tối mình thường phải bắt ốc sên. Các bạn thấy bên đây là cũng có một cành điệp tím nữa cũng đang ra nụ. Rất đẹp luôn ạ. 2, 4, 6, 7 nụ, 8 nụ. Và hôm nọ thì do lựa tay nên là bị gãy mất hai cành cũng đang nụ, rất là phí các bạn. Lựa tay khi chặt cái cây bơ bên cạnh này, cây bơ to đấy, nên là cuối cùng là bị dập mất hai cành, gãy mất rồi. Đây cây lan này cũng đang ra mầm. Và mình quay trở lại với mấy cây điệp tím mà chúng ta đang xem. Các bạn nhìn từ phía xa rất đẹp đúng không? À,
kia là điệp năm cánh trắng, và đây là điệp tím hoàn toàn, búp rất là mập cho nó khi nở ấy. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình cùng mình ngắm hoa. Chúc bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ ủng hộ kênh mình và đăng ký chia sẻ để có nhiều video thú vị hơn để chúng ta cùng nhau xem. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong những lần video tới.